Bà gọi cháu à? Ừ, vào đây bà. Này, con mang số vàng này bán đi, lấy tiền gửi vào tài khoản chú Kình giúp bà nhé. Công ty mình ở trong đó có cái gì cần xử lý ạ? À không không, đây là số vàng mà bà dành dụm để thưởng cho chú ấy sau nhiều năm gắn bó với gia đình nhà mình ấy mà. Cũng nhiều năm thật. Mà thời gian lâu như vậy chưa chắc đã hiểu hết lòng người cả nhà. Bà ám chỉ gì đấy? Cháu thấy là chú Kinh cũng gắn bó gia đình mình lâu rồi mà không có vụ lợi gì. Đúng. Kể cũng hiếm thật. Hiếm lắm cháu ạ. Dạ này, Phàm ở đời đã làm con người, không có ai hoàn hảo cả đâu. Chú Kình, cái tội so với công của chú ấy chẳng đáng là bao nhiêu. Phải nói là gia đình nhà mình may lắm đấy, mới có được một cộng sự trung thành, mẫn cán lại nhất tâm như chú Kình. Bây giờ chú gặp được con gái rồi thì cũng coi như là trời Phật đã phù hộ độ trì cho chú ấy. Bà mừng lắm. Thật ra là bà định sẽ trao cho chú ấy khi chú về hưu cơ, nhưng bà nghĩ lúc này mới là cần này. Chú sẽ cần một cái khoản hồi môn dành cho con gái. Đúng lúc quá rồi còn gì. Vâng, nếu mà nhìn từ bên ngoài vào thì đúng là chú ấy xứng đáng với những thứ này thật. Nhưng mà lòng người khó đoán, cháu chỉ sợ lòng tốt lại đặt nhầm chỗ thôi. Này, giờ bà hỏi thật nha. Hai chú cháu có chuyện gì không? Không, chả có chuyện gì cả. Tốt, đi. Vâng, cháu đi luôn nhá. Em nghe đây chị. Rồi rồi này, tôi hỏi thật nha. Thế gần đây chú và thằng Gia An có chuyện gì không đấy? Chị nói vậy ý là gì ạ? Em với Gia An vẫn co lại đó suốt. Hay là dự án Farmstay có vấn đề ạ? Chỉ có cái dự án đó là em không xin sao. Mà giao cho Gia An toàn quyền quyết định. Vâng, nếu như có vấn đề gì thì Phương đã trao đổi với em ạ. Rồi thế thì tốt rồi. Chắc là tôi nhạy cảm quá đấy. Sao? Thế vào đó thế nào? Cảm ơn chị. Em vừa qua thắp hương cho mẹ cái thư. Bây giờ đến nhà cái thư để ăn cơm tối với các cháu. À hay quá. Thôi thế chúc cả nhà ăn ngon nhé. Bảo cái thư là khi nào rảnh ý, đưa chồng con ra thăm bác Lan. Nhớ chưa? Dạ. Vâng. Chào chị. Ê này, sao gọi điện thoại cuống cuồng xong ra đây nhìn mày à? Sao, có chuyện gì mâu thuẫn như bức xúc, nói luôn cho nóng. Mày thấy chú Kinh là người thế nào? Tốt, biết điều, là một người mẫn cán. Nói chung là từ khi gặp chú giờ là trên cả tuyệt vời, không có gì để chê cả. Trước đây ta cũng nghĩ chú như vậy, nhưng giờ tự nhiên lão hùng lùn nói lại thấy băn khoăn. Băn khoăn thì tìm hiểu. Mà này, chú Kinh họ hàng như thế nào nhà mày đấy? Thì người cùng làng thôi. Thế thì nên suy nghĩ thật. Vì không nợ ân nghĩa thì mục đích chỉ có thể là thôn tính hoặc là chiếm đoạt. Nói chung là cần phải suy nghĩ đấy. Tao thì không nghĩ chú Kình là người tham lam hay là mưu mô như vậy. Nhưng mà có lẽ cũng phải về quê tìm hiểu một chuyến cho kỹ mới được. Ôi, đúng là ai rồi cũng phải khác. Bạn tôi bắt đầu trưởng thành rồi đấy. Đủ điều kiện để làm bố trẻ con. Duyệt. Còn mày thì vẫn cứ vô duyên như vậy.